một cộng với động từ. Cấu trúc này có nghĩa là không thể làm cái hành động về. Động từ của mình có âm đuôi hay không âm đuôi đều sử dụng chung một cấu trúc, đó là mình đặt một phía trước động từ. Một bản thân một có nghĩa là không thể. Ví dụ, 있다. 있다. Đọc. Không thể đọc. 못 읽어요. 저는 어려울 책을 못 읽어요. Tôi không thể đọc cái quyển sách khó. 저는 어려운 책을 못 읽어요. Hay mình có ví dụ thứ hai. 마시다. Uống. Không thể uống. 못 마셔요. Ví dụ như là tôi không thể uống sữa. 저는 우유를 못 마셔요. Tôi không thể uống sữa.